Hồng Loan và Hải Triều rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Như thường lệ, chương trình phát sóng vào sáng thứ sáu sẽ đưa khán giả đến với rất nhiều địa điểm du lịch giải trí thú vị trong và ngoài nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, cuối tuần là thời điểm được nhiều gia đình chọn lựa để đến tham quan mua sắm tại các siêu thị. Do đó, trong thời gian này, hệ thống siêu thị Co-op Mart và đại siêu thị Co-op Extra đang áp dụng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt là đối với thực phẩm tươi sống và đồ gia dụng. Trong bối cảnh giá thực phẩm đầy biến động như hiện nay, thì việc tìm kiếm những sản phẩm được bình ổn giá là điều được nhiều gia đình quan tâm. Trong đó, quý vị khán giả có thể làm đa dạng thực đơn của gia đình với các món ăn chế biến từ cá chim trắng, bao tử cá ba sa hay cá ba sa phi lê tẩm ướp sẵn. Tất cả đều đang được siêu thị đồng giảm giá 15%. Đặc biệt, thịt đùi và thịt vai heo cũng sẽ được giảm giá 10% so với giá niêm yết. Ngoài ra, các món gà hấp dẫn được chế biến sẵn như gà quay hay cánh gà chiên nước mắm sẽ là lựa chọn phù hợp cho dịp cuối tuần hay bữa tiệc đêm Giáng sinh. Ngay sau đó, chương trình Năm mới rộn ràng, mua hàng không đồng, đợt 2 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12, áp dụng với những khách hàng có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn của siêu thị trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Theo đó, với mỗi hóa đơn thỏa điều kiện của chương trình, quý khán giả sẽ được mua một sản phẩm có giá trị cao nhưng được bán với giá chỉ 0 đồng. Tương tự, nếu có hóa đơn giá trị từ 600.000 đồng trở lên, quý khán giả sẽ được mua hai sản phẩm, bao gồm hạt nêm Vidal có giá gốc là 29.500 đồng một gói 400g hay mền KT 1,6 x 2m có giá niêm yết hơn 300.000 đồng một sản phẩm. Kính thưa quý vị, sau thời gian dài chờ đợi, thì mới đây, một trong những tác phẩm điện ảnh được mong chờ nhất năm, bộ phim Mắt Biếc đã chính thức được công chiếu trên toàn quốc. Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả. Với những quý khán giả yêu thích nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thì có lẽ Mắt Biếc đã trở thành một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của tác giả. Và bộ phim cùng tên được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể từ sách, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ các rạp trong mùa phim cuối năm 2019. Cũng như truyện dài, phim được lấy bối cảnh vào những năm 70 của thế kỷ trước, kể về cuộc đời của nhân vật chính tên là Ngạn cùng tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở làng Đo Đo tại tỉnh Quảng Nam. Đến khi rời làng ra thành phố học, Hà Lan yêu Dũng nhưng bị phản bội. Bằng tình yêu của mình dành cho Hà Lan, Ngạn đã hết lòng yêu thương và chăm sóc cho Trà Long, là con gái của Hà Lan và Dũng. Khi Trà Long lớn lên và trở thành cô giáo trường làng, thì Ngạn quyết định ra đi. Đây là một câu chuyện hết sức giản dị, nhưng mà rất là gần gũi và thông điệp về tình yêu rất là vĩ đại. Nên là Victor chỉ mong muốn là mọi người sẽ một lần nữa đồng cảm với thông điệp về tình yêu và đồng cảm với các nhân vật trong phim. Chính anh nghĩ rằng là phân cảnh mà Ngạn quyết định giữa Hà Lan, Đo Đo và rời đi thì có thể là phân cảnh đó là cái phân cảnh sẽ gây ám ảnh với người xem. Mắt Biếc có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên trẻ tài năng như Trần Nghĩa, Trúc Anh, Khánh Vân, Trường Phong. Bên cạnh nội dung, diễn xuất của các diễn viên cùng sự đầu tư về nhạc phim thì Mắt Biếc còn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả bởi những thước phim đầy ấn tượng với bối cảnh rừng sim, khu chợ quê, trường làng hay hình ảnh của gần 200 nữ sinh trong tà áo dài thước tha. Phim chính thức được công chiếu từ hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại tất cả các rạp trên toàn quốc. Thưa quý vị, Tết Canh Tý 2020 cũng là dịp mà đánh dấu tròn 10 năm lễ hội đường sách Tết Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin đã được công bố, đường sách năm nay sẽ có nhiều nội dung cùng những hoạt động đặc biệt hấp dẫn dành cho quý vị khán giả yêu sách. Lễ hội đường sách Tết Canh Tý sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 1 năm 2020 với chủ đề Điều kỳ diệu từ sách tại tuyến đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, lễ hội sẽ trưng bày hơn 60.000 đầu sách với sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản phát hành. Bên cạnh đó, điểm nhấn của lễ hội năm nay là hoạt động trưng bày triển lãm chuyên đề giới thiệu với công chúng hơn 300 tài liệu, hình ảnh quý cùng một số tài liệu về Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu được công bố rộng rãi. Ngoài ra, lễ hội còn diễn ra triển lãm nhà giàn DK1
30 năm thành đồng trên biển, triển lãm báo xuân của các cơ quan báo chí trung ương và thành phố, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, không gian bầu trời tri thức với mô hình những quyển sách nhiều kích thước kết hợp với đèn LED tạo nên bầu trời linh hoạt đầy sắc màu. Khi tham quan, quý khán giả cũng sẽ tìm thấy những quyển sách hay về phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam, tranh Tết và nhiều ấn phẩm đặc sắc khác. Tiếp theo chương trình là một thông tin đáng lưu ý dành cho quý vị khán giả nào dự định sẽ tham quan làng hoa Sa Đéc tại tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, làng hoa đã triển khai bán vé tham quan trong thời gian từ nay cho đến ngày 7 tháng 3 năm 2020. Theo phương án ban đầu, thì Công ty Cổ phần Công nghệ và Du lịch thành phố Hoa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức thu vé chung, bao gồm vé vào cổng, phí bảo vệ, dịch vụ xe điện tham quan một vòng làng hoa, giá vé là 30.000 đồng mỗi lượt và không bao gồm phí dịch vụ tại các khu, điểm vui chơi khác trong làng hoa. Tuy nhiên, việc thu phí đã tồn tại một số bất cập như mức vé bao gồm dịch vụ xe điện và phí vào cổng được cho là chưa linh hoạt. Thu cái dịch vụ của làng hoa thì chúng ta đã thực hiện là năm 2018 rồi, đó năm 2019. Và chủ yếu là chúng ta thu này để chúng ta tái đầu tư lại cho cái làng hoa. Chẳng hạn như là bố trí những cái hệ thống đèn, chiếu sáng, rồi bổ sung thêm hoa kiểng. Thì nhà nước sẽ cùng với người dân là có những cái phương án đầu tư những cái sản phẩm du lịch, sản phẩm mà về qua càng lúc thì nó càng mới lạ. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố và doanh nghiệp cho biết sẽ có giải pháp nhằm tạo ra sự hài hòa giữa lợi ích của các bên. Hy vọng việc tháo gỡ những bất cập trong khâu bán vé dịch vụ sẽ giúp cho làng hoa Sa Đéc ngày càng hoàn thiện nhằm phục vụ cho du khách ngày một tốt hơn. Trong mắt nhỏ hôm nay, Mua Dĩa Đâu sẽ gửi đến quý vị khán giả một món ăn truyền thống không thể thiếu trên bàn tiệc Giáng sinh của nhiều người. Chúng ta hãy cùng vào bếp để theo dõi đó là món ăn gì và món ăn này có cách thực hiện như thế nào nhé. Thịt heo muối nằm trong thực đơn truyền thống của ngày Giáng sinh. Công đoạn đầu tiên không thể bỏ qua đó là khử mùi thịt heo. Cho các nguyên liệu hành tây, hành tím, gừng lát, tiêu xanh, quế vào nước nấu đến khi dậy mùi. Sau đó cho thịt heo nguyên tảng vào luộc chín, khứa nhẹ lên da, ướp thịt với muối rồi xoa bóp để gia vị dễ dàng thấm vào thịt. Đem thịt đi đút lò trong vòng 30 phút. Đối với các món Âu, nước sốt là một phần vô cùng quan trọng và với món này cũng không ngoại lệ. Cho hồi, đinh hương, táo sắc hạt lựu, rượu trắng vào nồi nấu cho táo mềm nhừ, thì đem xay nhuyễn với tương xí muội. Rồi tiếp tục nấu sôi hỗn hợp một lần nữa là xong. Giờ thì chỉ cần rưới sốt lên và thưởng thức ngay thôi. Hương thơm thoang thoảng từ rau củ bao trùm lên toàn bộ phần thịt. Vị mặn mặn thấm đẫm đến từng thớ thịt. Cộng với nước sốt táo chua chua ngọt ngọt là kích thích vị giác thế này. E rằng tảng thịt dù lớn như thế nào cũng sẽ thoáng chốc hết sạch cho xem. Mách nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Dĩa Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.